Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình đang mặc trên người cái bộ trang phục Assassin nha mọi người. À, kia rồi, trong nhà này có người các ông ạ. Thanh niên, làm gì trong này vậy hả? Xong luôn nha. Như vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên. Đấy, rất là nhiều những cái trang bị ngon. Mình sẽ phải bơm máu cái đã. Nhưng mà mình thì chưa có kiếm được cái mũ nào. Mới chỉ có một cái giáp level 3 thôi. Kiếm mũ thôi mọi người ơi. Không là cho nó bắn canh sọ headshot thì phải công nhận là vỡ đầu. Ok, qua cái hướng bên này coi nào. Xem là bên này chúng ta có thể kiếm được mũ nào không nhỉ. Mũ level 1 cũng được không ạ? Nó còn hơn là đội đầu trần như này. Nó xây vỡ đầu thì công nhận là toác đầu ra luôn. Lên tạm xe để chạy cái đã nhỉ. Mình sẽ cố kiếm xem là ở cái khu thung lũng này còn những cái trang bị gì ngon hay không. Không có mọi người ơi. Đây, và có lẽ là mình sẽ lên thử tròi canh cái đã. Ok, mũ 2 ngon. Đấy, tìm mũ mãi nãy giờ mới có được một cái mũ level 2. Ok, chạy xuống coi nào các ông ơi. Chạy thôi nhỉ. Rồi, tiếp tục lên con xe mô tô này và quẩy thôi. Chúng ta sẽ chạy đi đâu đây? À, tất nhiên là mình sẽ vào tạm căn nhà này cái đã. Kiểm tra xem là có gì trong nhà này không. Ôi, có mỗi một cái tay súng level 1 này. Đây, mình lại còn thừa một tay súng nữa. Nên là tôi vừa có vứt một cái tay súng ra. Ngoài này thì sao nhỉ? À, chẳng có gì cả anh em ơi. Toàn là những cái đồ rất là sida. Nên là mình cũng chẳng cần luôn. Lên căn nhà gỗ thử coi nào. What the hell? Căn nhà gỗ thì có một cái giáp ba mới này. Quá là ok rồi nhá. Hello, trên này có ai không vậy? Bây giờ thì có lẽ là chúng ta đã đủ cái trang bị để có thể đi săn người được rồi. Nhưng mà đang cố tìm xem là ở đây còn ai nữa hay không. Bình thường là ở những cái khu gần làng thông như thế này thì rất là ít người luôn. Nào cái nào. Uầy, trang bị thì cũng khá là sida. Chúng ta vừa có thêm được một quả lựu đạn. Và trong những cái tình huống cần thiết thì có lẽ là mình sẽ dùng lựu đạn thôi. Thật sự là bình thường là mình rất là ít dùng lựu đạn luôn ý. Chủ yếu là lựu đạn nó sẽ có cái tác dụng trong những cái pha công nhà chẳng hạn. Hoặc là khi mà hai bên đang dựng những cái tường băng lên thì lựu đạn nó sẽ là một cái vật phẩm không thể thiếu được. Và sẽ góp phần làm cho trận đấu trở nên gay gấn và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đây, có thêm tí máu này, ok. Và tất nhiên là có cả ba lơ ba nữa. Như vậy là mình sẽ lượm thêm được khá là nhiều những cái trang bị. Thêm đạn súng trường này. Vâng, vẫn còn tận 27 thanh niên nữa cả. Căng quá cậu ông ơi. Các ông lại bảo là không căng đi. Lên cái tròi này thử coi nào. What the hell, trên tròi này thì chúng ta đã có thêm được một tí máu nữa. Và như vậy thì mình đã có tận 9 túi máu luôn. Ây, nhiều túi máu như thế này thì dùng bao giờ mới hết được đây các ông. Tha hồ mà dùng luôn. Ở trên này thì còn gì nữa không nhỉ? À, có Scar này. Mình lấy luôn Scar để mình chơi chứ. Vì là thật sự là mình cũng không thích chơi Farmat cho lắm. Mình thích chơi Scar hơn. Nên là tôi vừa có lấy Scar để chơi. Đây, bây giờ sẽ phải đi tạm cái con xe ba chỗ này. Đó, ngoài kia có người. Đi tạm con xe ra ngoài cho nó nhanh. Sau đó là chúng ta sẽ kêu cái thanh niên ở trong cái vùng UAV kia luôn. Đừng tưởng là mình sợ bạn nha. Ở đấy hả? Ok, đứng yên đấy, mình qua ngay. Đây đây, thanh niên này chứ còn ai nữa. Rồi, xuống xe bạn ơi. Xuống xe, nhanh một tí. Xuống xe và chia buồn với bạn. Ok, rất là nhiều những trang bị ngon luôn. Có chảo nữa hả? Rồi, chảo che mông thì nó sẽ che mông tốt hơn so với gậy bóng chày. Gậy bóng chày là không có tính năng chống đạn luôn. Đây, lên tạm con xe này. Và chúng ta sẽ đi quẩy thôi. Đó, UAV thì đã chạy ra cái hướng này rồi. Tôi cũng sẽ chạy ra ngoài này luôn. Nào, cố gắng tìm xem là trong UAV có ai hay không. Chưa thấy ai cả. Ngoại trừ là một cái bầu không khí vô cùng là yên bình ở trong cái khu vực này luôn.
À đây. Đây rồi, quảng trường có người hả? Ủa ơi, nó thấy xem mình kìa, what the hell. Nhanh anh em ơi, dựng tường băng. Đấy, phải hết sức là nhanh. Tí nữa là nó thấy tôi đai rồi. May mắn là mình vẫn đang còn sống. Ok. Thanh niên đang đứng ở hướng đó luôn. Coi chừng cái đầu nha bạn ơi. Coi chừng cái đầu nha bạn ơi. Coi chừng vỡ đầu nhé. Có lẽ là mình nên để xuống sẽ là một chiến thuật an toàn hơn. Đẩy xuống luôn sao phải ngại. Ủa ơi, căng vậy. Căng vậy anh em ơi, đang định để xuống nhưng mà lại thôi. Nào bạn ơi. Bạn ơi, coi chừng vỡ đầu nhé. Vỡ đầu lúc nào không biết được đâu. Ôi, căng quá cơ. Kia rồi, chạy ra ngoài này hả? À, bạn ấy đang ngồi sau cái cột anh em ơi. Và hình như là ở dưới kia còn người nữa. Ở dưới kia đang có người kìa. Thanh niên bị kẹp như bánh mì kẹp thịt này. Đó, cơ bản là vì bạn ấy bị kẹp như bánh mì kẹp thịt. Thế nên là bạn ấy cuối cùng cũng phải rời khỏi cái trận đấu này. À, có một đứa ở ngay góc kia nữa. Ok, mình sẽ chạy hẳn vào khu quảng trường luôn. Để có thể tiếp cận mục tiêu gần hơn nữa. Đây, mình sẽ theo cái hướng này chạy lên cái khu quảng trường của chúng ta. Đó, vừa lượm thêm được một ít đạn tiểu liên nữa và nòng súng 3 luôn, quá là ok. Nòng súng 3 mà cầm Ska sấy thì cực kỳ là đã tay. Nào thanh niên, bạn đang ở chỗ nào vậy? Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên chạy vào trong cái đã. Rất là có thể bạn ấy đang ở rất là gần chúng ta luôn. Ví dụ như là bạn ấy chạy vào trong căn nhà này chẳng hạn. Hello, có ai không vậy? À ngon, có cả ông Amorix này. Rồi bạn ơi, bạn đang ở chỗ nào vậy? Hiện tại là tôi chưa có thấy bạn đang ở đâu luôn. Hello, what the hell? Bạn ấy không có trên căn nhà này. Thế thì bạn ấy đang ở chỗ nào vậy? Có hiểu thật. Bên kia thì cũng không có luôn. Ây, chỗ kia chỉ là cửa sổ thôi. Thế mà tôi nhìn thế nào lại giống người anh em ạ. Rồi, vòng thử qua chỗ này coi nào. Mình nghe thấy tiếng chân rất là gần luôn anh em ạ. Mà lại không thấy người cơ. Thế nó mới khoai chứ lại. Ok, chỗ này có ai không nhỉ? À kia rồi. Bạn ơi, coi chừng vỡ đầu nha. Thanh niên, ngồi canh ai vậy? Vỡ đầu rồi nhé. Ai bảo là thích canh mình làm cái gì cơ? Ok, rồi, tay súng level 3 này ngon. Có thêm băng đạn level 2 nữa, quá là ổn luôn. Hiện tại thì vẫn đang còn tận 15 thanh niên nữa cơ anh em ơi. Vẫn đang còn khá là đông thanh niên ở trong cái trận đấu này. Và tôi thì chủ yếu là đi kiếm xe để chạy cho nó nhanh. Nhưng mà hiện tại là không có xe. Thế nên là chúng ta đành phải đi bộ vậy. Chỗ này xem là có những cái trang bị gì ngon hay không nhỉ. Hầu như là những cái trang bị hiện tại của mình thì tương đối là ổn rồi. Bây giờ chỉ là nâng cấp hết những cái trang bị súng lên đồ tím chẳng hạn thì chơi game nó sẽ ổn hơn rất nhiều. 14 thằng nữa. Hình như là tôi nhớ là ở nhà xe dưới này kiểu gì cũng có xe. Ôi, xe lam 3 chỗ hả? Mình lại không thích đi xe lam cho lắm cơ. Mình chủ yếu là thích đi xe 2 chỗ thôi. Chứ còn là đi xe lam chán èo không à? Chúng nó sấy cho thì xe không sao, nhưng mà người thì lại kiểu bị đai lúc nào thì cũng không biết luôn. Ngoài này, chúng ta sẽ có kẹo mút này. Hiện tại thì anh em có thể tham gia sự kiện là lượm kẹo mút cũng như là lượm kẹo gậy. Khi mà anh em lượm đủ được số kẹo thì sẽ nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng hấp dẫn nha. Đây, và có lẽ mình sẽ lên thử căn nhà này coi nào, xem là chúng ta sẽ có gì đây. Ồ, không có gì cả. Ngoại trừ là những cái đồ mà mình không thèm lượm luôn. Vâng, như vậy là một thanh niên nữa đã bị kiểu là headshot bằng AWM. Thế là chỉ còn lại có 12 thanh niên thôi. Ây à, các bạn chết từ từ thôi. Chết sớm vậy làm sao mà tí nữa mình kiếm được nhiều kill. Let's go. Bây giờ chạy bo là hợp lý rồi. Các ông ạ. Không là tí nữa bo nó thu càng ngày càng nhanh và chúng ta sẽ không thể kịp chạy được nha. Chạy bo thôi nào. Ở trên kia thì ngay đằng sau xưởng cơ khí sẽ có một cái thính vàng luôn nha. Ồ, 10 thằng nữa. 10 thằng nữa thôi các ông ơi. Chúng ta sẽ có bom keo này. Quá là ổn này. Rồi, mình sẽ chạy đi đâu đây? Lên phía trên cái nhỉ không? Lên luôn sao phải ngại. Đây, chúng ta sẽ lên chỗ xưởng cơ khí này. Hiện tại thì cũng có một cái UAV ở đây luôn.
Mà cơ bản là tôi nhớ là trước sở cơ khí thì có rất nhiều xe cơ mà. Đây, lên chòi để ngồi tạm cái đã, để quan sát cái tình hình xung quanh đã, xem là có ổn hay không. Ổn thì mình sẽ chạy vào trong luôn. Let's go. Chạy luôn và không phải ngại gì cả. Đó, chúng ta sẽ chạy vào trong xưởng cơ khí. À, và mình là assassin nên là sẽ nhảy qua bờ tường cho nó ngầu. Đó, nhảy qua bờ tường luôn, cho nó ngầu. Hello, khu này có ai không vậy? Vâng, sau cái quá trình mà tôi chạy từ quảng trường lên xưởng cơ khí thì bây giờ còn có 9 thanh niên nữa thôi. Không hiểu sao các bạn ấy chết nhanh vậy. Các bạn chết từ từ hộ mình được không? Chết nhanh vậy thì tí nữa trận này tôi lại được ít kill rồi. Đây, chui qua cái lỗ này luôn. Nào, 9 thằng nữa. Mình sẽ cố gắng tìm ra được nhiều thanh niên nhất có thể. Có lẽ là bây giờ thì mình sẽ chạy thẳng lên nhà máy điện. Đó, mình sẽ chạy lên nhà máy điện thay vì là chạy lên khu dân cư. Kìa kìa, khu dân cư có thính nhưng mà tôi chẳng ham đâu. Có thính lại chết sớm bây giờ. Chúng ta sẽ qua nhà máy điện, có lẽ là sẽ an toàn hơn. Thôi xong, lại một ngày nữa phải ra đi khỏi trận đấu. Đó, ăn nấm cái đã. Ngon. Thế là chỉ còn có 8 mạng cho tôi thôi hả? Đậu xanh, chết nhanh quá cậu ơi. Lục tìm ở nhà máy điện xem nào. Xem là còn đứa nào hay không. Uầy, các thanh niên của chúng ta thì liên tục được lên bản đấm số. Rất là hên là mình vẫn đang còn sống tới cái thời điểm hiện tại này. Vào thử căn nhà này coi. Ôi, căn nhà này thì cũng không có ai luôn, chán quá cơ. Quá là chán luôn. Ra ngoài hít thở không khí trong lành cái nào. Và còn khoảng là 3 giây nữa, cái vòng bưu điện tiếp theo nó sẽ thu tại đây. Nhảy lên lốp xe coi nào. Uầy, không có ai cả. Trên này mặc dù là một cái vị trí quan sát vô cùng là tốt nhưng mà tôi lại không thấy ai cơ. Ơ kìa, đứa nào đang đứng ngay ở kia vậy? Đang định nhảy vào hả? Rồi, chạy qua để xử bạn ấy luôn. Chạy qua xử luôn. Mình lại ngại bạn quá cơ. Nhà bên này có không nhỉ? Thế là nhà bên này không có hả? Ôi bạn ơi, chạy nhanh vậy. Thế thì chắc là nhà bên này rồi. Cũng không có nó luôn. What the hell, tại sao mà tôi thấy là bạn ấy chạy qua cái hướng chỗ này cơ mà. Mà bây giờ thì như kiểu là mất tăm mất tích luôn, không thấy đâu luôn. À, hình như là ở trên nóc nhà phải không? Chính xác luôn rồi. Cô bé quàng khăn đỏ hả? Cô bé quàng khăn đỏ này. Và có một đứa ở ngay phía bên trên nữa. Bạn ơi, xuống đây. Bạn ơi, chạy vòng qua đây. Mình sẽ sấy cho bạn ML. Thanh niên định sấy mình hả? Ok, rất là hên. Tí nữa thì mình đài không ạ? Hên là tôi vẫn đang còn sống. Đây, và bây giờ thì mình sẽ bơm cho đầy máu cái đã. Lúc nãy thì lượm rất là nhiều tục thương, và đây sẽ là cơ hội để cho mình sử dụng nhiều tục thương. 4 thằng nữa hả? Ok, để tìm coi. Nhảy lên cái nóc nhà và lượm xác của thanh niên lúc nãy mình vừa kill. Đây, hòm xác đây chứ đâu. Mình sẽ lượm thêm một số trang bị vậy. Giáp ba mới này ngon. Lúc nãy thằng kia nó sấy kiểu như là nát giáp mình luôn. Ôi, nhảy hụt. Thế thôi công ạ. 10 giây nữa là bo thu rồi mà. Nhưng mà tôi thì lại không biết chạy đi đâu để cho nó an toàn cơ. Tận 4 người nữa. Vâng, bây giờ là 3 người nữa. Cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến là 25% rồi. Nào anh em ơi, có lẽ là mình nên vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Đó, để xem có thằng nào cũng chạy bo hay không thì sấy nó luôn, trước khi là quá muộn. 3 thanh niên nữa thôi mà. Không biết là thính này có gì nhỉ. Mình sẽ lượm thử coi. Ôi, đậu xanh còn lại 2 thanh niên nữa. Căng thẳng thiệt. Mình không biết là mình có nên đứng ở tảng đá này hay không. Ngồi núp ở đây không biết là có an toàn hay không cơ. Mình thì lại rất là lo luôn. À kìa, đứa nào chạy bo vậy hả? Ủa ơi, chạy tốc biến như siêu nhân vậy. Thế thì tôi cũng chịu thôi. Bạn chạy nhanh như vậy thì mình cũng chịu, không thể nào mà bắn được bạn. Đây, mình sẽ chạy lên một chút này.
để tiến đến cái vòng bao điện nó gần hơn, thì tất nhiên là lát nữa sẽ có cái lợi thế tốt hơn. Anh em ơi, còn lại là tầm khoảng là 20 giây nữa Bon sẽ thu. Ngồi tạm ở đây, cho hai đứa kia cắn nhau, một thằng ở khu dân cư, một thằng thì ở đầu nhà máy điện. Rồi, còn tôi ngồi đây. Tôi ngồi đây sẽ là một cái vị trí vô cùng là an toàn. Đó, cứ ngồi và chờ Bo thu thôi, không phải ngại bất cứ điều gì cả anh em ơi. Ok, chạy Bo đi các ông, Bo thu rồi kìa, chạy nhanh còn kịp kìa. Ôi, hình như là mình ngồi thủ ở đây cũng không an toàn cho lắm cơ, vì là nó ở ngoài Bo. Đậu xanh. Đây, mình sẽ dựng tờ măng ở chỗ này nhỉ. Dựng chỗ này cho nó an toàn. Đó, kia rồi. Chạy Bo hả bạn ơi? Úi giời, chạy Bo hả? Úi giời, chạy Bo hả? Vâng, xin chúc mừng bạn đã có được một tấm vé lên bảng điểm số. Ơ kìa, thanh niên lại còn kiểu là vào Bo muộn nữa cơ. À, định nhây người Bo hả? Định nhây hả thanh niên? Bạn định nhây người Bo hả? Vâng, như vậy là cần nhân số gấp luôn. Yeah, như vậy là trong trận đấu này thì mình đã giành được top 1 với thành tích sẽ là 8 kill. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.